Chào mừng các bạn đã quay trở lại và sau đây hãy cùng mình điểm qua một vài thông tin chính trong bản tin ngày hôm nay nhé. Tuyển nữ Việt Nam thua Uzbekistan ở vòng loại Olympic Paris 2024. Cái hay của ông Park mà huấn luyện viên Chelsea cần học. Không bất ngờ nếu Hoàng Đức lại giành quả bóng vàng Việt Nam. Tuyển nữ Việt Nam thua Uzbekistan ở vòng loại Olympic Paris. Dù thi đấu rất nỗ lực nhưng tuyển nữ Việt Nam vẫn nhận thất bại đáng tiếc 0-1 trước đội tuyển nữ Uzbekistan ở trận giao quân bảng C vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024 diễn ra vào tối nay ngày 26 tháng 10. Tuyển nữ Việt Nam gặp tuyển nữ Uzbekistan ở trận đấu giao quân bảng C vòng loại thứ 2 Olympic Paris vào tối nay. Ở trận đấu này, tuyển nữ Uzbekistan cho thấy sự tiến bộ khi xếp hạng 4 ở môn bóng đá nữ ASEAN 19. Trong khi đó thì tuyển Việt Nam lại không có được phong độ tốt. Sự trở lại của Hình Như cũng không thể giúp đội tuyển Việt Nam cải thiện được tính hiệu quả trong lối chơi. Thầy trò huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung không thể có được kết quả tốt trước đối thủ kém 16 bậc trên bảng xếp hạng của FIFA. Tuyển Việt Nam nhập cuộc chậm rãi nhưng dần tạo ra thế trận lấn lướt, tuy nhiên khi chưa tạo ra cơ hội rõ rệt nào, các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung nhận bàn thua ở phút thứ 30. Trong một tình huống phòng ngự mất tập trung, Dion Racon tận dụng cơ hội tấn bóng qua đầu thủ môn Trần Kim Thanh để mở tỷ số. Sau khi đội bạn dẫn trước, những nữ chiến binh sao vàng dâng cao đội hình cố gắng dồn ép đối thủ. Dù vậy, Huỳnh Như và đồng đội có vẻ vội vàng khi đưa bóng đến gần vòng cấm đối phương, do vậy không có nhiều tình huống phối hợp hiệu quả. Trong khi đó thì Uzbekistan suýt ghi thêm bàn từ pha phản công ở cuối hiệp 1. Thủ môn Kim Thanh xuất sắc cản phá hai pha dứt điểm cận thành liên tiếp của cầu thủ Uzbekistan. Sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tấn công, dồn đối thủ về nửa sân. Sự xuất hiện của Nguyễn Thị Mỹ Anh và Nguyễn Thị Kim Nhã giúp những pha tấn công cánh trái thêm sức uy hiếp. Huỳnh Như khiến các cổ động viên tiếc nuối với cú sút phạt trúng cột. Đội chủ nhà dốc toàn lực phòng ngự và không tạo ra pha tấn công, phản công đáng chú ý nào trong phần lớn thời gian của hiệp 2. Các cầu thủ Uzbekistan liên tục nằm sân khiến trận đấu gián đoạn. Điều này càng làm tăng sự sốt ruột và vội vàng cho các cầu thủ Việt Nam. Chung cuộc, tuyển Việt Nam thua 0-1 trước tuyển nữ Uzbekistan và với kết quả này, tuyển Việt Nam rất khó cạnh tranh suất đi tiếp ở vòng loại Olympic Paris 2024. Trong hai trận đấu còn lại, Huỳnh Như và đồng đội sẽ phải đấu với Nhật Bản và Ấn Độ. Cái hay của ông Park mà huấn luyện viên Chelsea cần phải học. Có lẽ là trước khi hoàn thiện triết lý mới cho tuyển Việt Nam thì huấn luyện viên Chelsea cần phải học hỏi huấn luyện viên Park Hang-seo về việc giúp cho các cầu thủ thi đấu với tinh thần mạnh mẽ hơn, tự tin bản thân có thể chơi thứ bóng đá lãng mạn của ông. Sau SEA Games 31 tại Việt Nam thì tôi có cuộc trò chuyện khá dài với Lee Dong-jun, người đại diện của ông Park Hang-seo. Tôi có hỏi Lee rằng vì sao mà ông Park đã thành công cùng bóng đá Việt Nam. Lee nói thẳng thắn rằng ở thời điểm đầu tiên tôi không tưởng tượng được ông Park thành công như thế này đâu. Tôi chỉ nghĩ ông Park là người phù hợp với đội tuyển Việt Nam. Tôi từng đi theo tuyển Việt Nam một thời gian để tìm hiểu, theo dõi. Tôi nhận ra một điều rằng nếu như tuyển Việt Nam có một huấn luyện viên tổ chức tốt thì có thể thành công. Tôi nghĩ là ông Park Hang-seo là người phù hợp nhất. Lúc nào ông Park cũng áp lực, kể cả những trận đấu rất nhỏ thì ông Park cũng luôn cảm thấy áp lực ấy. Áp lực luôn phải giành chiến thắng. Lee kể thêm về cách mà ông Park duy trì thành công. Trong bóng đá thì một nhà cầm quân phù hợp với đội bóng quan trọng hơn là chuyện chọn một người giỏi nhưng có triết lý và cách quản trị không hợp. Huấn luyện viên Park Hang-seo tiết lộ ông rất am hiểu bóng đá Việt Nam, hiểu về văn hóa và tinh thần cầu thủ Việt Nam. Những gì mà tôi phải làm đó là khắc phục điểm yếu về tinh thần, giúp họ tự tin hơn vào bản thân, ông Park từng nói. Tuyển Việt Nam thời ông Park Hang-seo thi đấu theo đúng nghĩa là những chiến binh sao vàng, slogan của Việt Nam tại Asian Cup. Các phản ứng của các cầu thủ luôn mạnh mẽ sau khi bị dẫn bàn. Tuyển Trung Quốc dẫn 2 bàn nhưng phải cần đến may mắn để thắng 3-2 ở phút bù giờ thứ 5. Đó là ví dụ điển hình. Hành trình tại U23 châu Á 2018 là câu chuyện thiết thực nhất. U23 Việt Nam không có khái niệm sợ các đối thủ mạnh hay thi đấu theo tâm thế sợ thua. Đội bóng của ông Park luôn ra sân với niềm tin có thể lật đổ mọi thứ. Những màn đá phạt đền cân não trước Iraq và Qatar càng ghi nhận dấu ấn của ông Park Hang-seo về khả năng cải thiện tâm lý cho học trò. Tinh thần không biết sợ chính là vũ khí lợi hại nhất của các đội tuyển Việt Nam dưới thời của ông Park Hang-seo. Bởi nhà cầm quân người Hàn Quốc biết năng lực các học trò đang ở đâu, biết phải làm gì để thúc đẩy ý chí chiến đấu trước những trận đấu lớn. Và trong bất cứ trò chơi gì thì tinh thần, bản lĩnh luôn có ý nghĩa đặc biệt chứ không riêng môn bóng đá. Cả 3 trận đấu trước Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc, ông Chelsea có những phát biểu theo kiểu tuyển Việt Nam đã thua là bình thường bởi còn yếu kém hơn nhiều so với các đối thủ. Có trận đấu chưa diễn ra thì ông Chelsea đã nói theo kiểu đón đầu là không quan tâm về kết quả. Nếu như câu chuyện này tiếp tục diễn ra thì cầu thủ Việt Nam dễ sinh ra cảm giác tự ti khi đá với các đội bóng mạnh. Có lẽ trước khi hoàn thiện triết lý mới cho tuyển Việt Nam, ông Chelsea cần phải học hỏi ông Park Hang-seo về việc giúp các cầu thủ thi đấu với tinh thần mạnh mẽ hơn, tự tin bản thân để có thể chơi thứ bóng đá lãng mạn của ông. Và truyền tốt trong bối cảnh bị 2 đến 3 cầu thủ đối phương vây giáp. Bởi tâm lý không tốt thì cầu thủ dễ bị truyền hỏng và mắc sai lầm ở phần sân nhà. Đây lại là điểm tối kỵ trong triết lý của ông Chelsea. Không bất ngờ nếu như Hoàng Đức lại giành quả bóng vàng Việt Nam. Bình luận viên Quang Tùng cho rằng Hoàng Đức đang chiếm ưu thế trong cuộc đua giành quả bóng vàng 2023.
danh sách đề cử của bóng vàng được công bố hôm 24 tháng 10. 20 cái tên trong danh sách được coi là 20 cầu thủ tạo ấn tượng nhất trong năm 2023 của bóng đá Việt Nam. Trong một năm mà tuyển không tham dự trọn vẹn một giải đấu chính thức nào thì V-League là một thước đo quan trọng nhất để đi tìm chủ nhân của quả bóng vàng. Dĩ nhiên Hoàng Đức, người giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất V-League, đã trở thành cái tên sáng giá nhất cho danh hiệu này. Người chơi hay nhất V-League đã có lợi thế. Quan sát phong độ các cầu thủ từ giải vô địch quốc gia cho đến đội tuyển Việt Nam gần đây thì Hoàng Đức là người hay nhất, nên tôi không bất ngờ nếu như Đức chiến thắng giải thưởng này thêm một lần nữa. Ở V-League 2023, Hoàng Đức ghi 5 bàn, anh nằm trong top 5 cầu thủ Việt Nam lập công nhiều nhất, cũng có 5 pha kiến tạo. Dù vậy thì vai trò của Đức lớn hơn những con số thống kê. Cầu thủ này là chìa khóa lối chơi của Viettel, có vai trò cầm nhịp, thoát áp lực rất ấn tượng. Hoàng Đức chơi trọn 20 trận đấu của Viettel ở mùa vừa qua. Đức Chiến ghi nhiều bàn thắng nhất ở V-League với 7 bàn, tuy nhiên Hoàng Đức mới là người đóng vai trò quan trọng hơn trong chiến thuật thi đấu của Viettel. Bên cạnh những phong độ xuất sắc của bản thân, Hoàng Đức cũng chưa có đối thủ xứng tầm ở cuộc đua của bóng vàng năm nay. Ông Quang Tùng cho rằng người có khả năng nhất là Văn Quyết, nhưng anh này không có tên do dính án treo giò 8 trận mùa vừa qua. Những người có khả năng cạnh tranh với Hoàng Đức không nhiều bởi mỗi người đều khuyết được một số điểm. Thực ra nếu như Văn Quyết không nhận án phạt thì đó là ứng viên nặng ký. Về chuyên môn, tôi không có ý kiến gì về Văn Quyết cả. Anh ấy là cầu thủ nổi bật, ổn định nhất trong hơn 10 năm qua ở V-League. Văn Quyết vừa ghi bàn, vừa tạo ảnh hưởng đến các bàn thắng và lối chơi của Hà Nội FC. Dù vậy, Văn Quyết không thể đóng góp mặt vì tiêu chí riêng, vị chuyên gia chia sẻ. Huấn luyện viên Quang Tùng đánh giá cao cơ hội của Hoàng Đức, song ông hy vọng những trận đấu mùa giải 2023 và 2 trận đấu của tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup tháng 11 tới sẽ khiến cho những lá bầu được chuyển hướng sang một số cầu thủ khác. Những người được đề cập đến đều chơi hàng thủ. Tôi kỳ vọng một số ứng viên thi đấu hàng phòng ngự như trường hợp của Nguyễn Ngọc Hải chất lượng hơn chơi bóng tại Sông Lam Nghệ An. Ngoài ra tôi đặt niềm tin ở Nguyên Mạnh và Đặng Văn Lâm. Mùa vừa qua họ có dấu ấn nhất định, Nguyên Mạnh gánh vác hàng thủ của Nam Định, trong khi Văn Lâm thể hiện được sự ổn định vốn có. Tôi cũng muốn nhấn mạnh cuộc bầu chọn năm nay còn lấy thêm chi tiết và dữ liệu đầu mùa giải và 2 trận đấu của đội tuyển trong tháng 11. Dấu ấn đó sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ bầu chọn cho Văn Lâm cùng với Ngọc Hải nếu như họ thể hiện tốt, ông Quang Tùng nhận định. 3 năm qua Hoàng Đức thi đấu ổn định, tiến sâu ở các cuộc bầu chọn cá nhân vì nhiều đồng đội ở đội tuyển quốc gia sa sút phong độ. Quang Hải, Tiến Linh hay Tuấn Anh chơi không quá nổi bật mùa vừa qua nhưng vẫn có tên trong danh sách đề cử. Ông Quang Tùng chia sẻ, tôi thấy mọi người chơi khắt khe với Tuấn Anh. Mùa vừa qua, Hoàng Gia Lai chia tay gần như toàn bộ lứa cầu thủ khóa 1. Chỉ còn Tuấn Anh và Minh Vương lại gánh vác đội bóng. Độ ổn định của Tuấn Anh là tương đối cao. Nhiều người cho rằng một tiền vệ phải có dấu ấn đặc biệt thì mới hay. Nhưng tôi nghĩ là đóng góp của Tuấn Anh với đội là tương đối tốt. Cậu ấy chơi như thế là chấp nhận được. Quang Hải đã mất nguyên nửa đầu mùa giải với Bayern FC, nhưng nửa sau dấu ấn của Quang Hải không phải là chiến thuật hay chỉ về những đường truyền, bàn thắng. Tôi cho rằng cậu ấy vẫn có dấu ấn riêng, thi đấu đều đặn, tạo cơ hội chơi bóng cho đồng đội thông qua khả năng di chuyển không bóng. Đó vẫn là đóng góp cho cậu ấy mà không thể thống kê ra được. Trong vai trò của một cầu thủ luôn được chú ý thì tôi nghĩ đó là sự ghi nhận về nỗ lực của Hải. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Quang Hải ở giai đoạn 2 góp phần mang về danh hiệu cho câu lạc bộ Công an Hà Nội. Vì vậy mà việc cậu ấy nằm trong danh sách đề cử cũng có lý do riêng của nó. Với Tiến Linh, huấn luyện viên Quang Tùng cho rằng Tiến Linh thường xuyên dính chấn thương, gặp nhiều khó khăn trong một mùa giải mà câu lạc bộ Bình Dương có nhiều vấn đề. Tuy nhiên Tiến Linh vẫn có những khoảnh khắc có đóng góp với 3 bàn thắng ghi được. Đó là nỗ lực của cậu ấy, danh sách đề cử có cái lý của nó, còn để tuyệt đối thì rất khó, luôn có những tranh cãi.